mẹ ơi cho con 5 nghìn mua bánh được không mẹ? ok con 5 nghìn nè. cô ơi bán cho con pin chi linh nha. binh chi linh là cái gì vậy con? là kem đó cô. ơi để cô lấy cho. kem của con nè. thằng yêu cô nè. ba ba con nhé. <laughs>